trung của thành phố Austin. Đây, thành phố mà báo chí của mình chọn là nơi đang sống nhất nước Mỹ đây. Có nhá, mình có đọc bài báo như thế. Chị đang chuẩn bị làm flycam đây. Cho cô bảnh tỏng ra phết đi chị nhỉ. Go fast. Một buổi nhạc ngoài trời. Rất là nhiều trẻ con và gia đình trẻ con Tây. Trời ơi, nó dễ thương làm sao. Give a dance or something.